cái tiền của cô Tư gửi gì cho chị cũng cảm ơn, nói cảm ơn vợ chồng, cảm ơn cô Tư cũng, chung nhà cũng vui lắm, dễ lắm, trả nợ nần dứt rồi lo bằng như sống như đi hả? Lúc mà trước khi mắc nợ này sao? cũng buồn mà gầu mà tối gì ngủ cũng không yên vậy. Còn cái camera thì của thằng bạn được bán điện thoại, nó thấy như một lần á bị ta lấy đồ hoài, nó đem vô nó gáp nó cho luôn, tự nó gáp nó cho luôn, chứ đâu phải của mình. Không biết chữ biết bộm đồ xài quá đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì Bùi Hồ lại tiếp tục quay trở lại hoàn cảnh của gia đình anh Hiếu. Thì như ở những cái video clip trước, Bùi Hồ có nói là Bùi Hồ sẽ không nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho anh Hiếu, tại vì còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà sau khi đó thì có một cái video clip Bùi Hồ quay lại nhà anh, thì thấy anh sửa chữa lại cái ngôi nhà của mình, nâng nâng cái phần mái ngoài trước lên. Thì anh chia sẻ là cái lúc đó là mình nâng bao nhiêu tiền anh Hiếu? Hết 10 triệu, mười mấy triệu. Dạ. Thì lúc mà Bùi Hồ có trao cho anh Hiếu số tiền của từ cô Tư Việt Kiều Mỹ, gia đình của cô Tư, với số tiền là 1.500 USD, thì anh vừa trả nợ xong thì anh lấy cái số tiền đó anh nâng mua cái phần trước của mái nhà. mua sắt đồ về Thì đi làm xe đẩy luôn là ở hết trong cái luôn. đó thì anh có chia sẻ rằng là anh tận dụng những cái phần thiết ở ở cũ của trong nhà, anh dừng hai cái dách hai bên. Thì bây giờ đi lại đó đi nghe anh Hiếu ha. Hai cái dách hai bên thì sau đó thì cô Tư đã xem được cái clip của Bùi Hồ đăng lên. Thì cô Tư tiếp tục ủng hộ cho anh Hiếu để làm cho nó hoàn thiện hết về cái ngôi nhà của mình luôn. Cái dách nào anh Hiếu? Hai dách bên này đúng không? Này Ừ. là dách bên che mũ. Như dách bên mũ này. Hôm trước là em điện cho anh là cô Tư là có nhận, nên anh bây giờ anh tạm thời anh che đó hả? Cô Tư có hỗ trợ thêm á? Che đó đợi để hơi lợp tôn cũ vô nữa, mua tôn mới bắt đầu mình tháo ra tháo vô. Dạ. Thì hai cái dách này mình mua khoảng bao nhiêu tiền tôn nha anh ha? Sớm là hết tới 3,7 triệu rồi. 3,7 triệu Sắt cái tôn. Ừ. Khúc này là nó ở dưới mương mình mua hết 700-800 ngàn tiền dán đóng cho nó liền ra luôn cho nó rộng chút. Dạ. Mua mốt có lãnh đồ hàng xe đẩy rồi cũng chống trải dễ làm. Đợt trước vậy thì mình còn dư lại nhiều không anh? Thì trả hết 19 triệu chứ mua này hết 11 triệu để như là hết 30 triệu Ừ. còn 5 triệu không về xây sở gạo thóc rồi. Cái phần bên đây là mình mới chuyển Mới hàng sóc sắt mới xong cắt to nâng lợp bắn bên đây ốp qua chứ bên kia ốp lại đâu được, bên dách mình ốp qua tại hai dách nó sát quá. Dạ, mình ốp ngược lại ha. Bên đây mình ốp qua Là cái phần này đây. Bên Là đây mình ốp ngược lại. Thì nhận thấy như vậy đó, cô Tư có trao đổi với em là thôi thì nhà của mình đó thì làm thì bằng vách mới luôn đi. Chứ mình làm bằng cái vách mà làm bằng tôn cũ á thì nhìn nó xấu lắm, nên cô Tư là ủng hộ, tiếp tục ủng hộ anh để 500 USD để ủng hộ cho anh dừng cái vách. Cô Tư nói là đợt đó em nói là tiền cái mặt dựng này nữa, nhưng mà hôm nay mình thấy bằng cửa kéo hả anh? cái này là cái mua cửa kéo cũ người ta lại triệu hai cửa sắt cũ rồi kéo qua kéo lại rồi trước mình đâm ra chừng 1,5 m để cho mưa đừng tạt vô, làm thêm 1,5 m. Là mình kéo đây tới là mình sẽ bỏ cái vách này luôn. Cái vách này mình nữa làm vách phụ này. À. Bọc qua đây làm vách phụ. Dạ, mình tự làm hết hả Hiếu? Tự làm nhà. Cửa này cái cửa là chiêu hai cửa cũ này. Cửa sắt hồi xưa. Cái cửa này cửa mới là nhiêu tiền ta? Cửa này cửa mới là 7-8 triệu. Cửa này luôn. Mà nó không chất lượng mình cửa sắt này. Cửa hồi xưa này nó chất lượng. Dạ. Còn cửa Đài Loan mới bây giờ cứ tầm 5-7 triệu rồi. Nó an toàn không? Cái này nó an Cửa này toàn nó không? an toàn hơn cửa Đài Loan. Cửa này cửa sắt toàn bộ. Dạ. Còn cửa Đài Loan nó mỏng lét rồi, nó yếu xìu. Hôm nay thì em điện cho anh thì anh mới mua tôn về hả? Mua tôn mua sắt mới trở về tới. Sắt này luôn hả? Hôm nay là mình trang bị thêm bao nhiêu sắt nữa anh Hiếu? Thì hết luôn sắt với tôn luôn hết 3,7 triệu. À, với lại cái phần tôn đằng trước này nè cô bác quý anh chị.
thì hôm nay thì về để kịp trao cho anh luôn. Tại vì nhà anh á, con này là anh mới mua nè. Tại vì nhà của anh mà nếu như mà hai cái phần mà vách hai bên mà mình mà không kịp trao liền á, thì anh sẽ bị mưa. Không ngày có bị tạt ngày nào không? Có xe mũ cao su. Xe mũ cao su hả? Không ngày còn đi mò cá không? Nghĩ luôn rồi, máy xuồng gì gỡ hết rồi. Máy gỡ lên xuồng gỡ người ta luôn. Hỗ trợ đó thì không ngày có đi làm gì thêm không anh? Có, không ngày nào cũng đi làm bên sắt, người ta kêu đi làm ngày 400. Làm được mấy ngày rồi? Không ngày làm cũng 3-4 ngày. Dạ. Thì mới hồi sáng còn làm cho người ta buổi sáng, bây giờ làm của nhà nè. Ừ. Tại chút tao trao tiền thì hỏi em hỏi cái cảm giác của chị á. Em chào chị. Thì mình có được cái máy nhà mới như thế này thì cảm giác của chị sao? Cũng mừng chứ. Cái tiền của Tư gửi gì cho chị cũng cảm ơn, nói cảm ơn vợ chồng, cảm ơn cô Tư. Chung nhà cũng vui lắm, rẻ lắm. Cả nợ nần dứt rồi lo bằng như sống như vậy. Đi hả? Lúc mà trước khi mắc nợ thì sao? Đã, cũng buồn mà rầu mằng tối gì ngủ không yên vậy. Ừ. Giờ nhờ cô Tư giúp đỡ dùm số tiền gì cũng ơn cô Tư, cô Tư vậy đó. Ừ. Trả được giấy nợ rồi mình nhà cửa xà cửa đàng hoàng lại rồi mặn có được trăm nợ ăn trăm nấy vậy đó. Ừ. Rồi hổm ngày anh Hiếu không có đi mò đó, anh Hiếu đi làm có. Không. Anh Hiếu không mò. Dạ. Ai kêu đi làm vậy, hổm ngày đi làm không à. Ừ. Hổm ngày ăn ngon ngủ yên chưa? Yên rồi. Cái cảm giác của chị khi mà có được cái máy nhà mới như thế này mà nó cao hơn so với lúc trước đó thì sao chị? Cũng mừng. Mừng, hôm nay mừng, từ ngày cô Tư gửi số tiền gì cũng mừng. Dạ. Dạ. Khi nào chị mới đi bán cháo? Chắc cũng khoảng hết tháng này quá. Hết tháng này. Vậy chứ rồi nè. Ừ. Dự định là chừng nào mình mới hàng xong cái chiếc xe này anh Hiếu, xe đẩy á? Chiếc xe này chắc ngày mơ ngày nữa rồi. À, cái này là cái phần bánh là có sẵn nè phải không? Cái sườn của hàng trăm máy. Còn cái này là sườn của chiếc xe. Sườn của chiếc xe đẩy. Ô em quá. Em thấy nhà mình có cái tivi đó. Ta nói sao mà anh giàu quá. Tivi đó cô gửi cho đó, chứ chiếc xe trong nhà là cô gửi cho luôn đó. À. Còn cái camera thì có thằng bạn được bán điện thoại. Nó thấy nhà hùng lần á bị ta lấy đồ hoài, nó đem vô nó gáp nó cho luôn, tự nó gáp nó cho luôn chứ đâu phải của mình. Có biết chữ biết bọng đồ xài quá đó, tự tiệm điện thoại nó cho luôn, bạn có nó đem vô cho nó gáp bỏ đó. Ờ, có số người nói là anh chị giàu có tivi có camera quá, đồ sao? Đồ xinh không á, đồ người ta cho. Cho lạnh nó cũng mua gỡ từ điện lạnh đem về chứ đâu phải của mình đâu, nó trả góp người ta mới dứt mới về. Nói chung là cái nhà mình là khoảng khi nào xong anh Hiếu? Hai bữa nữa. Hai bữa nữa xong hả? Ồ, nhà thấy cao gáo im ha. Cắt nhà xong thì anh sẽ đi làm thuê cho ta hả? Cắt chồng cho xong mình viết lãnh đã mặn nên ta kêu nhóc chứ bây giờ của mình cho xong đi để mưa gió nó tạt ướt. Hôm ngày có bị mắc mưa ngày nào không? Hai bữa rồi. Mắc mưa hai bữa hả? Rồi, mưa nó tạt vô dữ không? Có che mũ cao su nó đỡ. Ừ. Anh Hiếu hôm nay thì cũng ngày em đi làm nhưng mà vì mưa gió đó nên là nữ là em cũng phải tranh thủ giờ nghỉ của em chạy lên đây thì em thay mặt cho cô Tư thì trao cho anh cái số tiền là 500 USD, trao tiền Mỹ luôn, thì để cho anh trả lại cái tiền mà anh mua ton với lại sắt người ta mới chuyển qua đó, là nói là hết là 3.7 triệu hả. Hôm trước thì cũng có nói với cô Tư là anh báo với em là khoảng chừng khoảng thì dự tính thì khoảng 5 triệu trở lại. 5 triệu chứ. Thì 3 triệu 7 là mới mới thì có 5 giật, triệu mới có dứt bên đây không đó. Vật dụng thôi phải không? Thì bây giờ thì cái mặt dựng mình không làm, mình làm cửa kéo luôn. Thì có mua cửa kéo cũ đó làm. Là 1 triệu 2 nữa là ra là 4 triệu 9 hả. Thì xong thì cũng khoảng 5 triệu trở lại cũng cỡ đó. Thì cô Tư rất là thương anh, thì xe sau khi mà xem clip mà em quay á, em chuyển cho cô Tư thì cô Tư ủng hộ cho anh thêm 500 USD. Thì em đếm 1, 2, 3, 4, 5
Thì cũng như những lần trước thì cô Tư cũng có dặn em là tiền này thì nếu như mà chưa xài á thì anh 2 tờ 3 tờ thôi thì cũng hơn 5 triệu rồi. Thì còn phần còn lại thì khi nào có giá thì anh đổi ra anh xài, anh làm chi phí, anh với chị làm cái chi phí trong cái thời gian tiếp theo. Thì hôm trước thì có nhiều bạn nói là em không nhận nữa, sao không cho anh Hiếu nhận. Thì thật ra thì trong những cái hoàn cảnh của em quay á thì có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, và kể cả khó khăn hơn anh Hiếu rất là nhiều. Có những người mà không có nhà nữa thì mà cô Tư thì cũng muốn giúp cho anh Hiếu hoàn toàn có một cái nơi ở ổn định nè, một cái công việc nào nó không sắc xanh, nên cô Tư giúp cho anh hôm nay này coi như là đã tạm ổn anh Hiếu ha. Cái này là giống như hoàn thành hết, yên ổn mà mặn lãnh đồ mặn ra. Em nghe trao cho anh là năm, anh đếm lại giùm em. Cũng cảm ơn cô Tư với Nguyễn Tư ngoài là rất là nhiều, tại được số tiền này nữa là quá trời khỏe, mình hết nợ nần, nhà cửa ấm cúng ngủ cho nó yên. Tổng cộng là được 2.000 rồi. 2.000 ra 46 triệu. Ở quê này mà cô Tư mà giúp đỡ phần cô Tư không 2.000 là quá trời, cảm ơn cô Tư luôn chứ. Nhiều khi dòng họ mình chưa giúp mà được mình 50 triệu. Còn nữa thì cũng rất cảm ơn cô Tư, đây là số tiền quá lớn rồi đối với con. Dạ. Thì mong là con cũng chia sẻ với cô Tư với mọi người luôn. Thì sau khoảng hơn một lần quay trở lại nữa, quay về chị bán cháo, thì khoảng hơn nửa năm sau thì sẽ quay lại xem coi cái hoàn cảnh của anh Hiếu lúc đó như thế nào nha mọi người. Thì tạm thời thì một clip nữa thôi, thì khoảng hơn nửa năm nữa mới quay lại coi xem cái việc làm ăn của anh như thế nào. Bây giờ cũng gửi lời thăm cô Tư, Diễn Tư. Dạ. Và sức khỏe thì cũng cho số tiền của vợ giúp chị, giờ vợ chồng số tiền lớn quá, cũng ơn vợ chồng cô Tư, Diễn Tư. Chị là quê ở An Giang luôn mà. An Giang. Là cô Tư, Diễn Tư trước đây là ở An Giang luôn á. Hồi xin thay mặt vợ chồng của anh Hiếu chân thành cảm ơn cô Tư với lại Diễn Tư rất là nhiều, đã ủng hộ cho anh Hiếu có được cái số tiền này để mà là xoay sở hết nợ nè, có cơ hội mới để làm ăn. Yeah. Rồi em chào chị, cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe thời gian tới nhớ. Yeah. Mua may bán đắt nha, khi nào có cho em hay nha. Yeah. Yeah.